Cảm ơn tất cả bạn khán giả của Vietnam Esports TV. Chúng ta tiếp tục trở lại với lượt trận cuối cùng của vòng bảng SEA Open Championship 2016. Và chúng ta chuẩn bị bắt đầu trận đấu phân tranh vị trí hạng nhất và nhì của khu vực bảng B với đối thủ của Việt Nam sẽ là Indonesia. Thực sự đây là một trận đấu tôi nghĩ rằng là rất đáng quý cũng như là quan trọng dành cho cả hai khi cả hai đều đang tạm thời dẫn đầu bảng cùng với 4 điểm. Có đây là bảng A thì cũng vừa trong xong trận đấu vừa qua thì thực sự một điều hơi đáng buồn dành cho Nhất Huy của Việt Nam A. Anh ấy đã không thể nào có một chiến thắng nào cả, chỉ duy nhất được một điểm là trận hòa mà thôi. Còn đây mới là cục diện của bảng đấu B, nơi mà chúng ta đang bằng điểm cùng với Indonesia. Và chúng ta sẽ gặp ngay Indonesia với Văn Tiến, và Indonesia sẽ là một chàng Abdi. Và một vài thông tin cho các bạn thì kết thúc trận đấu với tỷ số hòa thì Indonesia sẽ đứng ở vị trí hạng nhất vì cái bàn thắng ghi được sớm hơn đến từ Indonesia với bàn thắng đầu tiên của giải đấu này. Còn nếu chiến thắng thì chắc chắn Văn Tiến sẽ có mặt vào trận bán kết ngày mai. Còn nếu trận thua thì coi như Indonesia sẽ dẫn đầu với 7 điểm. Và chúng ta sẽ phải chờ xem trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Trung Quốc và Thái Lan để có kết quả như thế nào. Còn chúng ta đến với đội hình, bên trái sẽ là Văn Tiến với rất quen thuộc mà thôi, Alaba, Red, Bonucci, Danilo và Matic là năm hậu vệ của Văn Tiến. Matuidi, Willian, Bakir, Morata và Icardi ở phía trên đã có một sự điều chỉnh, không còn người ghi bàn trận trước là Eden Hazard và Morata lùi về sau Icardi. Như vậy là Icardi để đá cắm với tận dụng khả năng chạy chỗ cùng với những khả năng di chuyển tốt này. Morata đã lùi xuống một chút, rất có thể sẽ làm tường với những pha đánh đầu để nhả lại cho Icardi ghi bàn. Còn Fekir vẫn sẽ quẩy cánh và với trận đấu đầu tiên thì Fekir chạy khá tốt. Có điều là anh ấy cũng hơi tù trong khả năng dứt điểm mà thôi. Còn Willian vẫn là một vị công nhân cực kỳ ổn, một mình anh cần luôn cả cánh, không cần ai đứng cạnh anh cả. Danilo thì đôi khi cũng dâng lên một chút nhưng mà cũng hơi ít và Willian đang phải tự quẩy bên cạnh đấy mà thôi. Với trận đấu vừa qua khi chiến thắng trước được anh chàng người Thái là Chaturat thì quả thực là với Văn Tiến nói riêng và Việt Nam nói chung đó là một cái điều đáng mừng. Và đó là một chiến thắng mang đến rất nhiều những cái điểm lợi và tinh thần của Văn Tiến hiện tại đang lên rất cao. Trong khi đó với Adi vẫn giữ nguyên cái sơ đồ của mình, cần gì phải năm hậu vệ, anh ấy chơi 4 hậu vệ, 2 vị trí tiền vệ trụ và có đến 4 người là dâng vào mặt trận tấn công. Có được Hummel, Thiago Silva, Lam và Marcelo là bộ tứ vệ. Sergio Busquets với Khedira vẫn là cả tiền vệ trụ, có lẽ rằng quá đẹp rồi. De Bruyne cùng với Hominson sẽ là hai vị trí chạy cánh. Và tôi đánh giá một điều là tất cả những cao thủ mà mạnh nhất của anh ấy đều có phong độ ổn định. Đây, hãy nhìn xem mũi tên phong độ không có một ai đi xuống cả. Đây rất là một cái điều mà có thiên thời rồi. Có thể có nói là coi địa lợi dành cho Indonesia rồi. Bây giờ anh ấy nếu mà thắng cả Việt Nam nữa, anh ấy nghiễm nhiên bước thẳng vào đến trận bán kết, tức là chỉ đấu một trận bán kết đấy với một trận chung kết là 2 trận mà thôi. Sẽ cái con đường đi rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Và rất có lợi cho Adi khi anh ta chỉ cần kết thúc trận đấu với một tỷ số hòa. Kể cả hòa cũng chắc chắn là vị trí hạng nhất bảng có mặt vào trận bán kết ngày mai. Ta chuẩn bị bắt đầu trận đấu khi mà tôi cảm nhận rằng cái lối chơi tấn công đến từ Adi sẽ gặp những cái khó khăn khi đó. Chủ động chơi phòng ngự từ Văn Tiến và chờ xem Benzema, Messi phối hợp như thế nào vượt qua được hàng phòng ngự của Văn Tiến. Đúng, Văn Tiến đã phòng thủ rất tốt và hình như anh vẫn chưa có một trận thủ lưới nào cả. Và với điều này thì quả thực là Văn Tiến vẫn đang mang đến trên mình cái vai của mình là hy vọng của các đội tuyển Việt Nam. Khi Việt Nam A thì bây giờ Nhất Huy cũng đang hơi đuối rồi và anh ấy sẽ phải gặp một cái chặng đường rất là gian khổ ở trận đấu vào ngày mai, khi mà anh ấy sẽ bắt đầu ở những trận đấu từ gọi là đầu tiên, sau đó mới đến những trận tứ kết, từ bán kết rất rất khó khăn, bước qua nhiều trận đấu. Còn bây giờ là bên tay trái chúng ta với Văn Tiến. Wow, thân thiện với những nụ cười trên môi luôn nở và anh ấy đang tiến bước. Không được rồi, tình huống tấn công đầu tiên vẫn là quen thuộc, vẩy một tình huống QW rất xa từ dưới sân nhà lên. Bây giờ đến lượt Adi tấn công. Hoa Minh Sơn, người kiểm tra rất bình tĩnh. Anh ta đang đợi hậu vệ đối phương ập vào để có thể tung ra đường chuyền. Benzema phối hợp tiếp tục với là Hoa Minh Sơn. Messi đang tìm cách để chạy chỗ ở phía trong. Vẫn là Benzema. Rất bình tĩnh là Adi, ta biết rằng mình chỉ cần một trận hòa để có thể chiến bàn, ta không việc gì phải cam gáp cả. Đúng là như vậy rồi. Với những sự tính toán này thì đơn giản là không cần quá bung sức, chỉ cần giữ thôi, nhưng biết đâu bàn thắng lại đến thì sao không. Một tình huống cố gắng skill qua người nhưng không thành công. Và đây là Fekir. Icardi, cơ hội phát công nhanh dành cho Văn Tiến. Bên phía cánh trái đang trống trải, nhưng bây giờ Willian đang dùng tốc độ có bóng. Wow, vẫn chưa chuyền là Willian nhưng có cơ hội. Wow, cơ hội. Fekir lại một lần nữa hơi ngạo, hơi chậm tí là Fekir. Tiền đạo này hơi trẻ nên ta hơi ít kinh nghiệm hơn vừa rồi. Wow, đây công nhân Willian đây rồi. Tôi đã nói rồi, một cánh phải như cân tất và vừa lên tấn công truyền thỏng một cái là về và cắt bóng luôn. Tiếp tục mang đến kiểm soát bóng dành cho Văn Tiến. Chạy chỗ bên cánh nhưng không truyền. Matuidi
hơi lão một tí trận đấu này khi Văn Tiến không chịu chơi phòng ngự tấn công IKD có cơ hội. Thực ra thì Văn Tiến phải tấn công bởi vì anh ấy phải có bàn thắng và phải chiến thắng thì mới có được cái cơ hội đứng đầu mà. Chính xác là như vậy. Bây giờ Danilo, trận này thì không mắc sai lầm tấn công nữa rồi. Vâng. Danilo và thêm cả là William. Cơ hội dành cho Văn Tiến bên phía cánh phải. Ngay tức bắt bài, Danilo vẫn có bàn. Tiến cười từ đầu đến trận đến cuối trận luôn. Hiện tại bất kỳ pha bóng nào cũng cười. Những tiền đạo trẻ ở phía trên của Văn Tiến hơi lập mập một tí. Cả Fekir, Morata và thêm cả là Icardi. Họ có sự năng nổ, có sự nhiệt huyết, có tốc độ nhưng họ thiếu đi cái kinh nghiệm và những sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng của mình mà thôi. Thành ra kể cả Fekir hay Morata thì đó là Icardi đều là những người thiếu đi một chút gì đó để có thể mang đến sự gánh tim. Bây giờ bên cánh này với De Bruyne nào. Cũng rất bình tĩnh. Adi hoàn toàn có quyền bình tĩnh trong những tình huống này. Biết rằng phòng ngự 5 người nên việc gì Adi phải đâm vào tấn công, ta cứ cố gắng dẹp ra hai cả, kéo dẹp đội hình Văn Tiến. Và bây giờ Benzema đổi mặt với hai đối phương. Nhưng không thể nào vượt qua được hậu vệ của Văn Tiến rồi. Nhưng bây giờ De Bruyne cứu được bóng. Wow, khá nguy hiểm. Thời gian hiệp 1 cũng đã trôi qua 2/3 rồi. Và Matic, con hàng mà Văn Tiến chọn ngay từ lúc đầu tiên. Tôi cũng không thấy có quá nhiều vai trò nhưng quả thực có khi là Matic giống như kiểu một người hùng thầm lặng. Anh ấy có thể giữ vị trí và bắt bài khiến cho bên kia không thể tấn công được ổn. Wow. Và đây lại là công nhân William. Tiếp tục một pha cắt bóng hoàn hảo. Icardi chưa tìm thấy người được thay chuyền. William tốc độ rất tốt, mở ra bên cánh phải. Rất bình tĩnh là William. Để chờ xem. Lại quá chậm. Nhưng khả năng sau đó vẫn còn. Matuidi. Cả hai công nhân của Văn Tiến đều đang hoạt động rất năng nổ từ giữa. Tiếp tục William. Thể lực chạy nhiều như vậy nhưng mà mất không quá nhiều. Có cơ hội. Phối hợp với là Matuidi hay chăng? Đi vào. Rất đơn giản. Không bằng đi bộ, một chiêu gà đi bộ cứ đơn giản đi bộ từ đầu vào trong và dứt điểm thành công. Icardi. Mauro Icardi, tiền đạo trẻ 93 người Italia này rất bất ngờ với pha xử lý ngoặt qua hậu vệ của đối phương. Không ngờ Icardi được biết đến với một tình huống xử lý đánh đầu đỡ ngực. Bây giờ hãy nhìn xem kỹ thuật của anh ta tốt đến như thế nào. Rất nhẹ nhàng vượt qua được hai hậu vệ đối phương. Lấy một cú sút trái. Và một cái tên cũng rất là khủng khiếp trong hàng trung vệ đó chính là Hummel nhưng mà đã bị qua mặt rồi. Và một pha bóng qua người rất đơn giản thôi, vẫn chiêu thức gà đi bộ. Phải chăng là cái đặc sản ở Hưng Yên quê anh chàng này là món gà và gà đi bộ hay sao? Gà quê. Và hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-0, một lần nữa nghiêng về hoa hậu thân thiện của Việt Nam. Sự khác biệt đến từ Văn Tiến đã thể hiện rất rõ ràng. Mặc dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng anh ta có những cơ hội tấn công rõ rệt rất nhiều. Và nhìn cái mặt tôi đã hiểu rồi. Thực sự là anh ấy cười từ đầu trận đến cuối trận mà không biết được rằng là có lẽ cái đường về nhà ở đâu nữa. Một nụ cười thực sự là tít cả mắt. Như vậy là hình như là có một chút hơi lắc lắc này. Vấn đề về kỹ thuật vẫn đang được sửa chữa. Nhưng mà thực là bây giờ thì có phải Adi đang gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ không nhầm là hai trận đấu trước Adi luôn luôn dẫn bàn chứ. Chính xác là như vậy. Còn bây giờ thì anh ta đang bị dẫn trước Văn Tiến. Một lối chơi cực kỳ lạ. Anh ta Văn Tiến ta không còn chủ động cho phòng ngự mà anh ta liên tục tấn công với ba tiền đạo. Bất ngờ. Icardi đang chờ cơ hội chuyền vào tốt cho Morata đỡ ngược thành công. Không vượt qua thành công Thiago Silva. Không được. Phải nói rằng đúng là một cái chiến thuật đầy bất ngờ của Văn Tiến trong trận đấu này. Không phải là một đội hình lùi quá sâu nữa mà đột ngột dâng cao đội hình liên tục có đến 4 hoặc 5 cái bóng áo màu nâu này đến với khung thành với đối phương và tấn công cùng với lại hãm thành. Thành ra Adi có vẻ như hơi bị choáng ngợp và bây giờ đã đang rất loay hoay. Và nó buộc cho Adi bắt đầu phải đẩy nhanh trong trận đấu rồi. Đúng. Không còn sự bình tĩnh như phút đầu của hiệp 1 nữa rồi. Vị trí thứ hai có khi còn mất nữa bởi vì bây giờ nếu như bị thua và cái hiệu số bị mất đi, trong khi đó hai người còn lại kia đều có một điểm, họ chỉ cần một chiến thắng tức là có hiệu số ổn hơn thì chắc chắn Adi lại bị xuống nhánh vào vị trí thứ ba và đó là một điều không tốt chút nào cả. Chính xác là như vậy, việc của bạn không thể nào kiểm soát được cái vị trí của mình phải xếp hạng và đối mặt với lại bên nhánh bên kia thì tương đối khó khăn một tí. Bây giờ ném biên cho Văn Tiến, Danilo rất bình tĩnh, không việc gì cấp cáp cả. Từ một cơ hội chỉ cần đá 3 hoặc 2 trận thôi thì sẽ phải đấu một cái đội bóng phải đến một cái cơ hội đó là phải đấu tận 4 trận bóng thì quả thực rất là gian nan. Và hiện tại đây thì Adi cố gắng phải đẩy nhanh tốc độ. Thời gian thì vẫn ủng hộ anh ấy. Nếu trong game là 30 phút thì anh ấy hoàn toàn có đủ thời gian kể cả thay người, sau đó tìm ra cách tổ chức tấn công. Như lúc này đây Văn Tiến hoàn toàn có cái quyền để lùi sâu đội hình hơn. Bây giờ Văn Tiến sẽ quay lại với cách chơi của anh ấy trong hai trận đấu trước. Còn hai siêu tiền đạo của Adi là Karim Benzema và Lionel Messi từ nãy giờ ta vẫn chưa thấy quá nhiều bóng dáng trên sân. Đây Messi đây, Messi có. Benzema có cơ hội sút. Rất xuất sắc. Ngay khi vừa nhắc đến thì cặp đôi này đã có tình huống phối hợp. Vâng. Bàn thắng đã có dành cho Adi. Vâng, một pha gọi cú fan mừng phải nói rằng kiểu lái xe lạng lách rất tốt đấy. Đó là một cái điều rất tự tin đến từ Adi và tự tin bởi vì anh ấy có khả năng dứt điểm cực tốt.
Và pha phối hợp đúng là đến từ hai cái kình địch ngoài đời là Messi với Benzema vẫn liên tục có được cái hiệu quả trong 3 trận đấu liên tiếp. Matic quá chậm tình huống vừa rồi. Benzema phải nói rằng trên cơ khi mà đã có tình huống xoay ra chân sút bóng ngay lập tức. Bây giờ cơ hội. Morata cơ hội là có nhưng quá đưa động ở phía trên. Rồi qua rồi người rồi. Không cung cú dứt điểm kìa. Khác Benzema trong tình huống đó nhưng bây giờ Icardi không được rồi. Một tình huống đó thì lại hơi lỗi khi mà lại quá theo bài. Trước đó là một pha bóng mà dũi người khá tốt đến từ Morata cao 1m90. Nhưng sau đó thì không biết xử lý như thế nào nữa bởi vì tung chân hơi chậm, khác biệt so với Benzema là ở đó. Kevin De Bruyne phối hợp với lại Benzema, bây giờ ban tục về Sergio Busquets. Những tình huống đá banh liên tục, bây giờ bóng thuộc quyền kiểm soát của Văn Tiến rồi. Cơ hội phản công nhanh dành cho Văn Tiến rồi. Icardi cánh phải sẽ là Willian. Willian vẫn là một người công nhân rất là chăm chỉ và đang hoàn thành khá ổn với cái vai trò của mình. Bên này Danilo sẽ phối hợp cùng. Lên thôi. Thấy chưa? Wow. Lá ốc lưng nữa, đường truyền không tốt dành cho Danilo, đến từ Danilo. Rõ ràng hai người này không ưa nhau tí nào cả. Rõ ràng đồng hương với nhau cùng Brazil nhưng mà có vẻ như không, thực sự là không có gì đó, không bằng lòng nhau thật. Bằng mặt hay không bằng lòng, cái này không ổn. Thời gian không còn nhiều nữa và đúng là cái cơ hội để dành cho vị trí nhất bảng đang thuộc về Adi. Quá rõ ràng. Willian vẫn đang làm rất tốt. 4 phút cuối cùng, đành chờ xem Văn Tiến xử lý như thế nào. Icardi thế là không còn quá nhiều bên cánh phải. Ở phía trong thì chỉ có mỗi phần kia mà thôi. Không thật sự cao lắm. Tạt vào này. Tạt vào làm sao Icardi. Nổi Icardi chỉ số tạt xấu lắm. Danilo chuyển này ổn rồi. Thế lực còn vừa đủ. Danilo Willian qua người đi. Bên kia. Lên vẫn Willian. Và có vẻ như trọng tài sẽ nổi còi kết thúc ngay lúc này. 2 phút bù giờ trôi qua rất nhanh. Không chuyển lên nổi. Vẫn còn tình huống cuối cùng Danilo. Hết rồi. Và như vậy là trận đấu rất hay, một trận đấu phân ngôi nhất nhì ở bảng đấu B và ôm nhau luôn, rất tuyệt vời. Đó là họ thân thiện mà, những cái bắt tay, những cái tình bạn, hoặc thực trong trận đấu họ là địch thủ nhưng sau trận đấu đó họ vẫn là những người bạn với nhau. Và quả thực là bóng đá FIFA 23 mang họ đến gần nhau hơn. Một trận đấu mà xứng đáng để được nhận những tràng pháo tay. Và sau khi kết thúc đấu vừa rồi thì ta đã có phân định rõ ràng khi mà vị trí thứ nhất và nhì luôn, cả nhì luôn về Indonesia, vị trí thứ nhì sẽ thuộc về Văn Tiến, cả hai có cùng 5 điểm. Và chúng ta cần chờ đợi trận đấu cuối cùng để xét thêm ai với Trung Quốc và rồi. Thái Lan sẽ là ai thứ ba thứ tư mà thôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt các bạn trong một vài phút trước khi bắt đầu trận đấu cuối cùng của giải đấu vòng bảng The Open Championship 2016.